Em ơi, em đang ngủ ngon lại gọi em đi. Khi sáng đến dư vì lạc còn nguyên, khi sáng đến dư thì lạc anh đi làm còn em lăn ra ngủ dậy giúp anh vứt bì lạc ra đường. Nếu không cho họ cười, chà chà, ai thấy mà anh lo. Hay nột công bộ vật luôn đi. Chào bố mẹ, con mới đi học về ạ. Ừ, con về. Con về mà coi mẹ con nè. Tiền rạc không chịu đóng nộp cho họ, rạc tí chất tùm lá tùm lùm mấy đó. Ờ đời con không chịu đi đồ, bắt bộ đi đồ nó mới nhục cho đi. Mẹ làm như vậy là con cũng thấy xấu hổ lắm ạ. Xấu với hổ, tiết kiệm được đồng nào, hãy đồng đó. Mẹ, phấn hữu cơ rồi bón cho cây trồng rồi mẹ ạ. Con nói đúng ấy đâu, mẹ mới coi rằng mới đóng tiền rạc cho họ. Anh Tình, chị Nguyệt ơi, đó cái chuyện là đến thu tiền rạc rồi đó. Chết chết, đã đổi rồi, không nộp rồi, nay đến mãi đến không khiến mình giải nợ mà được khiến chia để giải rồi. Không biết có ai nha không. Chào chị. Chào chị. Chị đến có việc gì vậy chị? Em đến thu tiền rạc chị ạ. Chị hay thật. Tôi đã nói với chị rồi, nhà tôi ăn ở sạch lắm, đôi một con rạc mà thu. Chị ạ. Chị ơi sao nói vậy, rạc sinh hoạt hàng ngày ai chẳng có. Chị ơi chị chấp hành đóng nộp, hãy chấp hành đóng nộp. Tôi nói với chị này, chị thu tiền ủng hộ quỹ bảo trợ tình thương, hãy ủng hộ làm đường, tôi sẵn sàng nộp chị. Con rạc thì không nộp, không nộp. Chào cả các anh các chị. Chào chị ạ. Chào chị. Chị đấy rồi, chị phụ trách bên hội nông dân khuyên giúp cho em một câu chứ. May lắm nghìn tên rạc vẫn chịu nộp. Chị Nguyệt ạ. Có ý thức bảo vệ môi trường, ai cũng như chị đấy thì rác ngập đường ai chịu. Huyện ta nông thôn bởi ai nấy đều quyền đông, thì gom gom chi tiêu để đóng tiền theo quy định. Chị nói đúng rồi em ạ. Đúng gì mà đúng, anh im rằng đi. Im đi im, sợ gì mà không im. Chị Nguyệt ơi, có cái bi chị mà ruồi buổi bú đây đi chị, cho tôi xem rồi nha. Không được. Cháu không ơi, chị không được đi mà. Nói con rạc chi đúng này, lại mới xem cái này. Ôi trời ơi là trời, rạc đủ các loài luôn. Tôi nói với chị này, hỡi là hỡi chị ơi. Tôi nói với chị này, ăn mật à gì không được. Cỡ sao đem rạc ra đường, ý thức trách nhiệm gia đình để đâu. Tội tình bố phải cả tôi, rằng ngó cứ nói, rằng ngó lại nói oan tôi. Sửa trời tôi thế, nó phải của tôi. Chị Nguyệt à, chị Nguyệt nói nghĩ lại, sống trong tâm thế xóm làng mà rán chị vượt ra làng ô nhiễm môi trường, làm xóm làm xấu làng xấu xóm. Hội nông dân tỉnh khóa 9 đã ban hành nghị quyết số 01 về việc tuyên truyền vận động hội viên hội nông dân tham gia thu gom, phân loại, xử lý rác thải
kể thơ với ủ phân vi sinh tại hộ gia đình và cùng dân cư đó chị ạ. Theo quy định tại nghị định 45 của chính phủ thì từ ngày 25/8/2022 trở đi, nếu mà đổ rác hoặc là vứt rác thải lên lòng đường vỉa hè thì sẽ bị phạt từ 1 triệu đến 2 triệu đồng. Còn nếu không phân loại rác thì sẽ bị phạt từ 500 đến 800 nghìn đồng đó chị ạ. Ui rửa đi. Từ lâu đến giờ mày sai rồi vậy. Sai quá chứ Ly. Ô phạt tôi đấy chứ. Nghe hai chị nói rửa đi, tôi đã hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng mà có cái chỗ con đeo con bé nói là phân loại rác thải đang nói đi, tôi chưa hiểu. À đây đây chị. Đây thùng đây thùng đây. Tôi đang đi phát thùng cho cả hộ gia đình đây. Đây ba thùng ba loại. Chị xem nha. Mỗi gia đình phải có ba thùng rác trong nhà. Giờ thì chị có lên chịu nộp tiền đấy. Nhưng mà đi trong tổ liên gia nhiều người đã nộp đâu. Họ nộp hết rồi chị. À rồi thì tôi hỏi cái này. Cái nhà anh chị giấy giữa nào đã nộp chưa? Đây họ nộp đấy rồi này. Tôi coi không? Họ nộp cả đấy đâu. Nhà anh chị nộp rồi à? À rồi thì tôi nộp. Thời gian vừa qua thì gia đình chúng tôi cũng đã không chấp hành chủ trương của địa phương. Nhưng kể từ hôm nay, gia đình chúng tôi xin hứa sẽ đóng nộp đầy đủ. Cảm ơn anh chị nhé. Như vậy là gia đình chúng ta cũng đã chung tay cùng với địa phương xây dựng quê hương ta ngày càng xanh sạch đẹp.